Thưa quý vị, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, ngày hôm nay mùng 9 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam và triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, một số bộ ngành và lãnh đạo 6 tỉnh biên giới phía Tây Nam. Thủ tướng cho biết, đây là thời điểm nước sôi lửa bỏng, phải họp khẩn cấp với các địa phương Tây Nam Bộ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Trong một tuần qua, tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến rất phức tạp, trong khi đó diễn biến dịch từ Campuchia vẫn căng thẳng do Campuchia đã dỡ phong tỏa, nên dự báo trong những ngày tới, lượng người nhập cảnh cả hợp pháp cả trái phép từ Campuchia về nước sẽ tiếp tục gia tăng, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào khu vực Tây Nam Bộ là rất lớn. Thời gian tới, các tỉnh phải tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới trên bộ, trên biển, phát động nhân dân tố giác người nhập cảnh trái phép, các địa phương biên giới Tây Nam Bộ gồm An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An và Tây Ninh phải xác định tinh thần luôn luôn trong trạng thái có nguy cơ, phải coi như đã có dịch, chuẩn bị cho kịch bản dịch lan rộng trong cộng đồng. Các tỉnh phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, nâng cao năng lực xét nghiệm, chuẩn bị cơ sở điều trị và các điều kiện để cách ly số lượng lớn người nhập cảnh ở ngay khu vực biên giới theo phương châm 4 tại chỗ.